Thưa quý vị, dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ, huyện Như Thanh được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 290 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Thế nhưng đã gần 5 năm trôi qua, gần 1.000 hộ dân nằm trong dự án đang phải sống cảnh đi không được, ở không xong. Nhiều căn nhà xuống cấp không dám sửa chữa, đất canh tác nông nghiệp bỏ hoang. Đáng nói, mỗi khi mùa mưa lũ về, người dân lại sống trong cảnh màn trời chiếu nước. Là một trong những hộ dân sống đầu tiên ở khu vực lòng hồ Yên Mỹ, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Từ những năm 80, bà Hưng cùng gia đình không thể quên những ngày tháng vất vả chạy lũ, bám đất, bám hồ, kiếm kế sinh nhai. Từ khi biết dự án được triển khai, niềm vui chưa tỏ thì lại là nỗi lo khi mùa mưa bão về. Gia đình tôi cũng ảnh hưởng mà dân ở đây cũng ảnh hưởng nhiều lắm. Cũng vì cái dự án đó mà dân làng người ta cũng chán nản rồi. Người thì đi, người thì ở. Đa số là người ta đi hết rồi. Còn chỉ có mấy hộ bên tôi đây là điều kiện không thể đi được. Con cháu thì đông. Mà cứ ở cái tình trạng sống mà cứ ở như gì đúng cứ mỗi một năm lụt lội bên tôi. Sợ lắm. Căn nhà cũ xuống cấp với những vết nứt lớn như thế này là nơi sinh sống của vợ chồng ông bà Tình bị tai biến từ nhiều năm qua. Dù muốn sửa chữa để đảm bảo an toàn cho gia đình, nhưng đành lòng phải để tạm bợ bởi đất gia đình đã vào dự án. Nguyện vọng của gia đình hiện nay là muốn nói thật đi này. Bà cũng muốn sửa sang cái nhà lại chứ không được như cao sang nhưng mà cũng tạm thì lên xã. Thì xã cứ nói là đất vì dự án. Nhà bà là coi như số đất. Cũng nói là rộng đó, trên 1 hecta thì muốn làm thêm vào sổ đũa, thì nói là dự án cũng không cho làm. Thế thì bà cũng chả hiểu dự án là còn bao nhiêu lâu nữa. Cũng vì không biết khi nào nước sẽ dâng cao, khi nào lũ sẽ về. Đất trồng hoa màu, phát triển nông nghiệp của người dân cạnh lòng hồ phải chuyển sang trồng cây chịu nước cho giá trị kinh tế thấp. Người dân sinh sống ở khu vực lòng hồ Yên Mỹ đã nhiều lần kêu cứu đến chính quyền địa phương các cấp, nhưng mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ. Cực chẳng đã, nhiều hộ dân đã phải rời bỏ nhà cửa để chuyển đến một nơi ở khác. Chúng tôi cũng chỉ muốn mong rằng cấp trên để cho đưa chúng tôi vào cho cái dự án nào để cho hay là không dự án nào thì cũng để nói cho chúng tôi còn biết để tu sửa hay để làm. Theo dự tính, dự án di rời lòng hồ Yên Mỹ có 4 xã là xã Thanh Kỳ, Thanh Tân, huyện Như Thanh, xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, có 922 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Chỉ tính riêng trên địa bàn xã Tân Thanh đã có khoảng 60 hecta nằm trong vùng ảnh hưởng, trong đó có 149 hộ gia đình có nhà đất và 15 hộ phải thực hiện công tác di rời.